Kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, là một thành viên trong hệ thống truyền hình Color Today. Hôm nay được tiếp đón quý anh chị trong ban tổ chức và tiệc ca nhạc gây quỹ năm 2019 cho những nạn nhân mà bị tác hại do cái công ty Formosa làm ảnh hưởng. Thưa quý vị được biết rằng là cái công ty mà Formosa ở Việt Nam đã thải chất độc ra làm cho hải sản rồi làm cho những ngư dân ở chung quanh vùng đó thiệt hại rất là nhiều. Biết bao nhiêu cái tờ đơn đã tố cáo và đồng thời phàn nàn và kêu gọi lên chính quyền, nhưng rồi chính quyền cũng làm ngơ. Rồi những nạn nhân đó chịu thiệt thòi, thì đó là một trong những cái nội dung mà anh em chúng tôi nói chuyện ngày hôm nay. Phía bên tay trái của tôi là anh Phan Ngọc Hoa, là một trong anh trong ban tổ chức cái đêm dạ tiệc ca nhạc gây quỹ năm 2019, và anh ngồi chính giữa tức là anh Đỗ Quốc Hân. Từ hôm đó anh Đỗ Quốc Hân hướng dẫn chương trình với nhạc sĩ Nam Lộc Phan Thắng ạ. Dạ vâng. Rồi cái cạnh tôi thật là một nhà luôn luôn hoạt động từ thiện, đó là chị Lê Điệp. Chị Lê Điệp cũng đóng góp một phần không nhỏ trong cái đêm dạ tiệc cái quỹ này. Để đi vào chương trình thì trước tiên xin mời quý anh chị gửi lời chào đến quý vị thính giả hay là khán giả của hệ thống truyền hình Color Today. Xin mời quý anh, xin mời anh Hoàng. Vâng, trước hết xin thân ái kính chào anh Bùi, chị Lê Điệp và anh Đỗ Quang Hưng. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là Phan Ngọc Hòa, cũng là thành viên của ban tổ chức cái dạ tiệc gây quỹ để đòi công lý cho nạn nhân Formosa. Xin thân ái kính gửi lời chào đến các toàn thể quý khán thính giả của đài Cali Today. Xin kính chào quý vị. Quang Hưng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Cali Today. Chào anh Mùi, anh Hòa và chị Lê Điệp. Lê Điệp xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả của truyền thống Cali Today TV, và chào anh Mùi, chào anh Hưng và chào anh Hòa. Thưa anh Phan Ngọc Hoa, thưa anh, để cho quý vị đánh giá chương trình hệ thống Cali Today biết rõ vấn đề nạn nhân của Formosa như thế nào. Tại sao phải có cái từ Formosa mà bây giờ mình đã nghe quen như vậy, và nạn nhân đó là những nạn nhân là những ai? Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình Cali Today. Vâng, thưa quý vị, khoảng 3 năm về trước, được cũng vào cái khoảng thời gian này là vào tháng 4 năm 2016, thì cái công ty gang thép Formosa của Đài Loan bắt đầu đi vào hoạt động. Thì trong thời gian mà hoạt động đó thì họ đã xả thải những cái phế phẩm có hóa chất rất là độc hại ra cái bờ biển ở đại vùng An thuộc tỉnh Hà Tĩnh, và cái hậu quả gây ra một cái nạn ô nhiễm môi trường biển rất là lớn vô cùng. Nó kéo dài đến 200 km từ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, và cái thiệt hại mà vật chất mà cái ô nhiễm môi trường đem lại cho người dân rất là lớn về vấn đề kinh tế, cái thiệt hại đến hàng trăm triệu cái mỹ kim. Thì mình thấy là cá dọc theo cái bờ biển của cái năm tỉnh miền Trung đó là chết phơi bụng trắng, và cũng có nhiều ngư dân họ ăn phải cái đồ hải sản thì họ cũng bị ngộ độc vì bị ô nhiễm. Và trong cái khoảng thời gian đó thì cái đại diện cho công ty Formosa họ cũng đã thừa nhận và xin lỗi người nhân dân Việt Nam, và họ đã vi phạm đến cái ô nhiễm môi trường, và họ đã hứa phải trả cho chính phủ Việt Nam một số tiền là 550.000 là 500 hơn 500 triệu Mỹ kim. Vâng, thì số tiền này mục đích là để chính phủ Việt Nam để làm sạch cái bờ biển, và đồng thời cũng để đền bù và tìm cái công ăn việc làm mới cho những ngư dân. Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy thì người dân thì họ cũng không có nhận được bao nhiêu tiền cả. Có nhiều người cao lắm thì nhận được khoảng 2.400, còn có nhiều gia đình thì không nhận được đồng nào hết. Cho nên nó gây ra cái tình trạng bức xúc trong cái dân chúng, rồi họ mới xuống đường biểu tình. Thì khi biểu tình như vậy thì công an và nhà cầm quyền Việt Nam ra tay đàn áp. Rồi họ bắt bớ một số cái nhà hoạt động về bảo vệ môi trường, cũng như một số blogger họ viết, họ đến báo họ viết để mà phản đối lại cái hành vi của nhà cầm quyền thì bị bắt bỏ tù.
Đó, thì trong cái 3 năm trôi qua, đã yên lặng trôi qua, thì bà con cũng mong đợi một cái gì đó nơi nhà cầm quyền, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó không, nhà nước không có một cái chương trình, một kế hoạch gì hết để vấn đề an sinh xã hội, để giúp cho người dân nghèo. À, cho nên có một số họ hết tiền rồi họ phải là đi bán này, để bán nhà, bán cửa, rồi bán tàu, bán ghe, bán lưới, rồi phải đi vào các tỉnh ở miền Nam hoặc là ra Bắc để mà làm thuê, làm mướn một cái giá rất là rẻ mạt. À, và có một số về trốn chui, trốn nhủi, về trốn đi lao động ra nước ngoài bị bắt nữa, rất là tội nghiệp vô cùng. Thì trước cái hoàn cảnh mà đau thương đó, thì cái bên Mỹ này có một cái hội, có một số là nhà hoạt động về nhân quyền đó, cái hội họ mới lập ra cái hội là JFFV, tức là viết tắt của chữ là Justice for Formosa Victim. Thì cái hội này thành lập ở bên Texas do anh John Hòa là hội trưởng và chị Julia Nancy Bùi làm hội phó và đồng thời cũng là sứ ngôn nhân của cái hội JFV. Thì trong cái suốt thời tiến trình mà 3 năm qua từ 2016-2019 thì cái hội này họ cũng có một cái thành đạt một số cái công việc rất là cụ thể, là bằng chứng họ thu thập được hơn 8.000 cái hồ sơ của các ngư dân Việt Nam họ trình lên cho tòa án, và đồng thời nhờ sự giúp đỡ của 6 tổ hợp luật sư để mà kiện ra tòa án quốc tế về cái việc vi phạm của nhà máy Formosa đã gây nên. Và cho đến giờ phút này thì đã có một số gia đình ngư dân luật sư đã làm việc xong, và chắc chắn là tòa án sẽ bắt là cái công ty phải bồi thường. Cái đó là một cái dấu hiệu ban đầu, mình thấy đó là một cái thành quả mà JFV đã được đạt được. Và trong cái quá trình mà làm như vậy thì trong cái quá trình mình kiện tụng như vậy thì rất là tốn kém. Cho nên cái hội này cũng đã đi vận động quyên góp nhiều cái thành phố ở trên nước Hoa Kỳ. Và cho đến giờ phút này thì theo đại diện của hội JFV cho biết là đã quyên góp được 250.000 Mỹ Kim và còn lại là 300.000 Mỹ Kim, thì họ mới đến những thành phố khác. Chẳng hạn như là thành phố San Jose mà chúng ta sắp sửa có cái buổi dạ tiệc gây quỹ là vào ngày 4 tháng 8 sắp tới đây. Thì đó là cái lý do mà chúng ta có cái buổi tiệc gây quỹ này, để giúp cho cái hội JFV họ có đủ cái ngân sách, đủ số tiền để mà trong vấn đề tiến trình kiện tụng. Thì đó là cái lý do làm để mà anh Mùi cho Hưng bổ túc thêm một số cái công việc của anh Hòa. Kính thưa quý vị, ngoài cái vấn đề kiện tụng ở đây thì cái sự kiện tụng này không phải là chỉ kiện tụng ở một cái góc độ nó nhỏ, mà đây là một cái sự kiện tụng đối với cái sự nó là của Liên Hiệp Quốc. Bởi vì nó có những cái quốc gia khác nó cũng ở trong cái vùng biển đó mà nó ảnh hưởng ra. Thì Quang Hưng muốn nói lên là cái sự kiện tụng này là mình kiện thẳng cái công ty Formosa tại Đài Loan và cũng như là chính phủ Đài Loan, bởi vì họ là cái đất nước mà công ty Formosa là coi như là khởi đầu ở đó. Và trong cái luật lệ của Liên Hiệp Quốc, hay là nó gọi là International Environmental đó, thì nó có một cái điều luật là người dân phải được sống trong một cái môi trường lành mạnh và khỏe mạnh. Và dựa trên những cái điểm đó cho nên cái hội Justice for Formosa Victims cũng đã dựa trên cái điều luật đó để mà thưa kiện. Bởi vì cái điểm chính ở đây, môi trường sạch sẽ thì người dân mới có sức khỏe để mà làm việc. Nếu mà không có cái môi trường sạch sẽ thì người dân dù có làm cỡ nào đi nữa cũng sẽ không có đạt được cái quyền lợi mà họ có. Thì ngoài ra cái vấn đề làm sạch cái môi trường thì chúng ta lại nói thêm là bây giờ làm như thế nào để mà bồi thường lại cho người dân những cái gì mà họ đã mất mát. Họ phải bán tàu, bán đồ như anh Hòa đã nói. Thì Quang Hưng muốn chia sẻ thêm là cái vụ thưa kiện này không phải chỉ là chúng ta thưa kiện Formosa tại Việt Nam, mà chúng ta thưa kiện Formosa tại Đài Loan với cái tình đối cái khung cảnh của Liên Hiệp Quốc, và có những quốc gia như là Thái Lan, Singapore, Philippines, họ cũng đã cùng đứng với chúng ta. Và những cái tổ hợp luật sư của bên Canada, bên Pháp cũng như là các tổ hợp luật sư ở Hoa Kỳ đã cùng với
Justice for Formosa Victim để mà chúng ta tranh đấu trong cái việc này thầy? Thưa Nguyễn Quang Hân, Hòa, thì có thể là quý anh cho biết thêm, tức là cái tổ chức JFDF đã làm được những gì rồi cho cái Formosa này? Vâng, thưa anh, thì cái hội JFDF mới thành lập cũng được 3 năm. Thì cái danh xưng không mình thấy là cũng nói lên một cái điều là tranh đấu công lý rồi, justice for những cái nạn nhân đó rồi, thì đó là mục tiêu chính của họ đó thưa anh. Thì trong cái 3 năm vừa qua, trong cái quá trình hoạt động đó, thì mình thấy rõ ràng nhất á, cái thành tựu mà chúng ta thấy được một cách cụ thể đó là họ đã nạp được 8.000 cái hồ sơ của các ngư dân vào những tòa án và họ đã thụ lý được rồi, tức là tòa án đã chấp nhận cái hồ sơ đó và họ đi vào cứu xét từng cái hồ sơ một. Và ngày 11 tháng 6 năm 2019 vừa qua ở tại Đài Loan á, là một cái buổi là ra tòa đầu tiên, thì tòa phán quyết là công ty Formosa có lỗi và đã đền cho khoảng 40 hộ sẽ được chắc chắn bảo đảm là sẽ được bồi thường một cách xứng đáng. Thì cái số tiền họ đòi hỏi trong cái đợt đầu 200 hộ đó là 4.6 triệu Mỹ Kim. Và thì đó là mình thấy đó là cái bước đầu tiên, cái đó là một cái nỗ lực rất là lớn của cái công ty JFFV họ bỏ ra như vậy. Mà chúng ta nên biết một điều là cái hội này là hội non-profit organization, tức là một cái hội bất vụ lợi. Họ đến vì vấn đề là về tình thương thôi, về cảm thấy là mình cảm thấy thương đến đồng bào của mình đã nghèo khổ rồi, bây giờ họ mất hết. Chúng ta tưởng tượng là một cái quê hương đất nước thanh bình, làm nghề chài lưới, sống quanh năm biết bao nhiêu đời để lại trong một khung cảnh rất là thanh bình, rất là đẹp, không nó yên ổn, nó trong lành vậy, đùng một cái là coi như mất hết, chúng ta bài bỏ xứ ra đi. Mà chúng ta nên biết rằng cái ngư dân của mình họ đa số là người ta chỉ sống với lại cái con thuyền với lại cá thôi, chứ không đi học nhiều, họ không có trình độ đại học. Chứ bây giờ bắt cái nghề cá là đi ra những nơi khác họ không biết sống gì hết, rất là khó, rất là tội cho người ta. Cho nên vì vậy đó là một cái động lực để mà thúc đẩy cái hội này họ đứng ra để mà tranh đấu. Thì mình thấy đó là những người anh em cũng đi làm như chúng ta thôi, rồi họ đứng dậy, đứng lên để lập ra cơ hội để mà cố gắng giúp. Tại vì họ không ăn lương gì cả, giống như anh em ở đây, anh Hưng, chị Lệ Điệp, như Hòa là anh em cũng làm trong cái hãng xưởng thôi, nhưng mà thấy trước cái tình cảnh đau thương của đồng bào, rồi có hội này họ qua để nhờ San Jose để giúp. Tại có dịp đó là chị Nancy Bùi, anh cứ gọi cho Hòa đó, nói ở San Jose cái anh là giàu lắm, millionaire, ở San Jose là giàu đó, thì họ nói như vậy đó. Rồi anh ở San Jose là thung lũng gì, hoa vàng, thung lũng tình yêu, thung lũng tình thương, rất nhiều, tốt đẹp lắm. Thì mình cảm thấy mình cũng được người ta biết đến. Đó, thành thử họ đến với mình thì thấy rõ ràng cái ban tổ chức này không là trước đây anh em chưa bao giờ gặp nhau, anh Hưng, Hòa hay chị Điệp chúng ta không bao giờ gặp nhau, nhưng mà chúng ta có chung một tấm lòng đó, tự nhiên là ngồi vô làm việc rất là thân tình với nhau, giống như anh em trong một gia đình và lâu năm vậy đó, là rất là thân tình. Thì cái đó là cái điểm son mà cái hội trẻ bên đã mang lại cho anh em của mình, và cái đó là cái thành tựu mà Hoàng nghĩ là vấn đề đời về vấn đề tinh thần nó lớn mạnh lắm, và có thể là cái bước đầu tiên mà cho những công ty ở nước ngoài á, khi mà về Việt Nam làm ăn á, thì họ phải tôn trọng cái luật là vấn đề là và safe, vấn đề là environment, tức là về môi trường cho nó sạch sẽ, cho nó đàng hoàng, chứ không phải là ăn hiếp. Chứ không phải Việt Nam mình hiền lành quá rồi cái ăn hiếp mình rất là tội nghiệp. Không phải là bên Mỹ này, ở bên hải ngoại cũng có những cái nhóm là bên vực cho những bà con bên quê nhà không có tiếng nói. Thưa anh Mùi và thưa quý vị, ngoài những cái việc đó ra thì như quý vị cũng đã biết là đã gây được 250.000. Thì cái 250.000 đó dùng để làm gì? Khi mà chúng ta thưa kiện, chúng ta cần phải có bằng chứng. Và hội JFFV này cũng đã dùng cái số tiền đó đưa về cho các công ty của Đài Loan cũng như là các công ty khác đi ra ngoài cái biển để mà tìm những cái chất hóa học của nó được xảy ra. Và những cái dự kiện đó đã được ghi lại rất rõ ràng và họ đã được khẳng định rằng là nó có 3 cái lớp mà có thể nói là làm tổn hại đến cái môi trường. Cái lớp đầu tiên là trên cái mặt, là cái lớp đó sau 5 năm nó sẽ mất.
rồi cái chất hóa học đó nó lại có một cái chất nặng nó lại đi vào giữa nữa, thì cái đó là 10 năm. Và những cái chất cục đá mà nó nằm ở dưới cái đáy biển, cái đó là từ 50 năm trở đi, nó mới có thể là đi tan rã. Thì tất cả những cái dự kiện đó, những cái bằng chứng đó đã được thu thập và cũng đã được sử dụng với cái số tiền mà các anh đã quyên góp được từ trước đến giờ. Thì dựa trên những cái bằng chứng đó, khi chúng ta đưa ra thì nó lại làm cho cái việc thưa kiện của chúng ta chắc chắn hơn. Thì đó là những cái thành quả mà hội đã làm với cái số tiền đã nhận được trong thời gian qua, thưa anh. Rồi, bây giờ còn câu hỏi anh Hòa và anh Hưng nữa. Ok, tuy nhiên với trong vụ kiện này, thì theo mọi người là có hai yếu tố, hai mục đích cho cái tổ chức này kiện. Cái thứ nhất là làm sạch môi trường, đúng không? Cái thứ hai thì phải bồi thường cho nạn nhân chứ. Đúng. Thế như vậy có phải cái đó không? Và dạ thưa đúng. Ngoài ra đó thì thật sự ra nó có ba cái mục tiêu. Thứ nhất là làm sạch cái môi trường. Thứ hai là bồi thường cho dân, cho nạn nhân. Và thứ ba nữa đó là đòi hỏi cái sự trả tự do cho các nhà đấu tranh, cho công lý mà đấu tranh trực tiếp cho cái vấn đề Formosa, thưa anh. Thì đó là ba cái trọng điểm. Tuy nhiên đối với cái cuộc thưa kiện này, cái điểm chính vẫn là cái môi trường, là bởi vì cái điều luật của International Environmental là phải có một cái môi trường sạch sẽ và trong sạch an toàn cho người dân. Thì chúng ta ở đây chúng ta dùng cái điều luật đó để mà chúng ta đòi hỏi cái công lý cho nạn nhân của Formosa, thưa anh. Thưa quý vị, thì 4 năm trước đây thì anh em chúng tôi cũng đưa tin rất là nhiều, tức là cái vấn đề độc hại nó ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến người dân, và người dân xuống đường biểu tình, làm cuộc số đã bị bắt trong việc không, rồi cuộc số có thể là bỏ làng xóm ra đi, hoặc là ngay ngư dân đó họ đánh cá đó không được, họ đi ra xa rồi cũng bị bắt bờ nữa, rồi ngay cả người dân ở đó nữa hắn phải bị độc hại, bị mất nữa. Thế thì bây giờ chị Lê Điệp đến phân kỳ Lê Điệp cho biết rằng là chương trình hôm già tiệc ca nhạc như thế nào, xin mời chị. Chính vì những cái lý do mà anh Hòa với anh Hưng nêu lên, do đó là ở tại San Jose mình mới thành lập một cái ban tổ chức đặc biệt dành cho cái chương trình dạ tiệc ca nhạc gây quỹ năm 2019, công lý cho nạn nhân Formosa, Justice for Formosa Victim Fundraiser, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 8 năm 2019 vào lúc 5:30 ở tại nhà hàng Dynasty ở đường Story Road. Thì chương trình đặc biệt có tham dự của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đến từ trung tâm Paribanai, và ca sĩ Hoàng Quân từ trung tâm Asia, và có Ngọc Long, Quang Khải, có Diệu Linh, có Ngô Minh Huy, có Hoàng Nguyên, và MC thì có Thái Hà, Lê Điệp, nhất là anh MC Quang Hưng và MC Nam Lộc sẽ có mặt tại đêm đó. Và ban nhạc thì có ban nhạc The Skyway Band và âm thanh ánh sáng của anh Peter Lưu. Và giá vé đó quý vị bao gồm cả dinner 9 món rất là thịnh soạn, mà vé rất là phải chăng, là mong rằng quý vị sẽ đi thật là đông để chúng ta thể hiện cái tinh thần ủng hộ những sự khó khăn của những người dân tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Formosa. Chỉ có 50 đồng, 75 đồng, VIP 100 đồng và bảo trợ là 150 đồng quý vị. Và quý vị có thể đi mua vé tại Kim Loan Healthcare, Polymer Cafe, Phở Phi Long hay là Xuân Dân Healthcare. Hoặc là quý vị có thể liên hệ trực tiếp với anh Phạm Ngọc Hòa, đó là 408-768-0635, 408-768-0635, hoặc là anh Đỗ Quang Hưng, hoặc là anh Trần Hiếu, đó là 655-5331. Là quý vị có thể liên lạc với anh Đỗ Quang Hưng, đó là 650-823-6645. Đó là những người trong ban tổ chức mà quý vị có thể liên lạc, hoặc quý vị có thể gọi cho Lê Điệp cũng được, 408-898-7150. Và đặc biệt cái đêm đó chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt, là quý vị có thể là không tham dự được chương trình thì quý vị có thể là mua vé số. Có cái chương trình vé số chỉ có $5 thôi, thì quý vị có thể mua một vé $5. Nhưng mà nếu quý vị mua $20 thì quý vị được tặng thêm một vé, đó là 5 vé. Mà cái vé số đó là quý vị có thể mua bây giờ, quý vị mua tại đêm nhạc hội cũng được,
Mà sổ thì cái ngày sổ là cái ngày của cái ngày diễn ra đại nhạc hội, ngày nhạc hội hôm đó. Nếu mà quý vị không tham dự được không sao, quý vị giữ cái cùi vé số của mình thì chúng tôi sẽ đăng báo, sẽ thông báo, quý vị có tên và điện thoại chúng tôi sẽ gọi thông báo là nếu quý vị trúng được quà. Mà quà thì có những gì quý vị, quà thì cái giá, cái độc đắc thì có được 2 lượng vàng rồng. 2 lượng vàng rồng thì để Điệp nghĩ chắc trên dưới cũng phải $3,000. Đó là khoảng trừ. Và còn có một cái giải nữa, đó là giải thứ nhì, trị giá cũng từ $2,000 tới $2,500. Đó là một sợi dây chuyền và bông tai kim cương design bởi Fashino. Và còn một cái giải thứ ba nữa là cái iPhone Watch, đồng hồ điện tử quý vị. Đó là 3 giải độc đắc nhất, nhì, ba. Còn những cái giải phụ thì chúng tôi sẽ thông báo sau ngày hôm đó. Và quý vị có thể tới những cái địa điểm bán vé hoặc là tới ban tổ chức để mua. Và sẽ rất nhiều những người thiện nguyện viên sẽ mang cái vé đó tới. Mà nếu vé của Formosa thì hy vọng quý vị sẽ ủng hộ giùm. Hy vọng mỗi người sẽ ủng hộ giá ít nhất là 20 đồng. Quý vị sẽ được 5 vé. Đó là như vậy. Và đặc biệt là cái đêm hôm đó là chúng tôi sẽ có chương trình ca nhạc thính phòng và chương trình dạ vũ nữa quý vị. Nhất là quý vị sẽ thưởng thức những cái món ăn thật là đặc biệt tại nhà hàng Dynasty. Một lần nữa ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại nhà hàng Dynasty bắt đầu từ lúc 5 giờ 30. Trân trọng kính mời. Bây giờ anh Hòa Viện hơn thế này. Thì cái tổ chức mà công lý cho nàng những Formosa, Justice of Formosa Wisdom thì ở tác sạch do anh John Hòa. Hoặc là chị Nancy Bùi phải không? Dạ. Yeah. Mà khi mà mấy anh ở San Jose thì bây giờ tâm sự một tỷ và đồng thời mình kêu gọi quý vị ở ngoài á để tham gia để mà giúp đỡ cho cái hội mà đồ hội công lý cho nạn nhân này một tí. Yeah. Thì khi mà anh cho anh Hòa thì chị Nancy Bùi chẳng hạn gọi cho anh Hân gọi anh Hòa để mà chứ là tổ chức buổi già thì cái quyền thì các anh có thì cảm tưởng như thế nào, cảm những thế nào? Tôi bắt tay mình làm việc liền, mà thật ra là anh Hòa với anh Hân mà chỉ là điệp như cái chưa gặp nhau. Yeah. Mà tự nhiên là bắt được cái tin đó những sốt sẵn làm việc thì xin mời anh Hòa cho anh cho cảm tưởng và kêu là mời gọi cho quý vị tham dự. Dạ, và cảm ơn Bùi đã hỏi cái câu hỏi đó rất là hay. Thực sự khi mà lần đầu tiên á họ nhận được cái phone của anh John Hòa, là anh là hội trưởng hội JFV gọi qua đó, thì anh có nói về vấn đề là coi như là anh trình bày cái mục đích, cái mục tiêu của hội JFV đó, thì họ thấy rất là đáng làm, cần phải làm, và họ rất là đồng ý với anh ngay lập tức liền. Nhưng mà họ cũng có một cái phân vân là họ cũng không biết là cái hội này cái quá trình hoạt động như thế nào. Thực sự mà lúc ban đầu đó nó cũng hơi phân vân, nhưng mà sau đó thì được biết là có đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp biết là ngài cũng đã biết cái hội này rồi ngài cũng đã ủy nhiệm cho cái hội này để mà có thể làm cái công việc là khiếu kiện để mà đền bù cho bà con cư dân ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Và cái đó cũng là ba cái tỉnh này, người ngư dân này cũng là con chiên của đức cha Hợp trước đây. Ngài là giám mục giáo phận Vinh, tức là ngài cũng, và trong này thì có các linh mục của đức cha Hợp cũng đã xuống đường đã biểu tình để mà tranh đấu cho cái ngư dân trong cái giáo phận của ngài. Thì với những cái bằng chứng như vậy rồi thấy cái quá trình hoạt động của cái hội đó là họ cũng đã gây quỹ được, quyên góp được 250.000 Mỹ Kim, thì mình thấy chứng tỏ là cái hội này là một cái hội rất là chính danh, rất là trong sáng. Thành thế mình thấy qua những cái bằng chứng như vậy đó, mình cảm thấy là mình mạnh dạn ngay lập tức, mình xông xáo mà là coi như là all in, tức là nhào vô là làm thôi. Nhưng mà con cái rất là khó khăn, tại vì cái này nó quá lớn đi, mà San Jose giống như bên hội Ái Hữu Vinh của Hòa thì cũng là một cái hội ái hữu nhỏ thôi, thì làm sao mà có thể mà cán được công việc lớn vậy. Thì Hòa nghĩ thôi bây giờ làm sao mà làm được, nhưng mà chúng tôi cố gắng giúp với khả năng của mình, anh em trong hội đóng góp một phần nào đó. Thì bây giờ anh chị là quen biết những ai nữa ở San Jose này, các thầy, các nhạc sư hay là những bên cộng đoàn khác hoặc là bên Phật giáo hay gì đó, thì quý vị liên lạc với những người đại diện đây, cộng đồng đây, thì có thể hy vọng là các bậc vị vọng ở đây có thể đứng coi là say yes và giúp cho cái hội này trong cái việc tổ chức cái buổi cái quỹ. Thì đó là cái lý do mà mình biết được cái hội này và mình cảm thấy dấn thân một cách là không ngần ngại sau khi mình biết được những cái sự kiện mà đã an toàn, tương đối là mình cảm thấy là không có gì là mù mờ hết, thì mình dấn thân thôi.
Vâng, thì có lẽ cái trường hợp của anh Hưng thế nào thì họ cũng biết. Thưa quý vị cũng như thưa quý anh chị, Hưng biết được cái hội này qua chị Thái Hà. Cũng đã từng làm việc chung với chị. Và đối với Hưng thì những cái gì mà chúng ta làm được cho nhân loại, chúng ta làm. Tuy nhiên, mọi thứ đều chúng ta cần phải có một cái sự thận trọng. Vì vậy cho nên Hưng đã yêu cầu để gặp anh John Hòa để mà nói chuyện thẳng với anh, chia sẻ với anh và tìm hiểu về cái hội này, cũng như là cũng đã mới đầu thì là chị là định là giúp là để mà giới thiệu đến các chùa để mà bởi vì đây là một cái sự liên kết giữa tất cả các tôn giáo và chúng ta làm việc với nhau cho người dân Việt Nam. Thì lúc đầu thì Quang Hưng cũng thắc mắc là bởi vì cái vấn đề là họ đã trả tiền rồi thì bây giờ như thế nào. Vì vậy cho nên cũng phải tìm hiểu thêm và cũng bỏ một ít thời gian để mà vào trong cái trang của cái hội, tìm hiểu thêm về cái hội. Và sau khi tìm hiểu và sau khi gặp mặt anh John Hòa cũng như là gặp mặt chị Triều Giang Nancy Bùi thì mình tìm hiểu thêm thì mình thấy rằng là cái hội này là cái hội thiện nguyện và họ tất cả những cái gì họ nhận được trên cái phương diện quỹ là 100% là đưa vào trong cái công cuộc này. Mọi chi phí mà để mà cần phải đi tới đi lui đó là đều bỏ tiền túi ra để mà làm việc. Thì sau khi mà Hưng tìm hiểu được những cái đó và Hưng nhìn thấy được rằng là đây là một cái công việc đáng làm thì Hưng đóng góp và Hưng đến với cái tấm lòng của mình. Bởi vì mình nhìn thấy rằng nếu mà nói về một người con Phật thì mình nói là mình thương yêu tất cả mọi người, không có phân biệt, tức là mọi người và mọi loài. Thì đó là một cái bài học mà mình học được. Thì không phải là đó là một cái thông điệp, không phải là chỉ do cho là Phật giáo không, mà tất cả những cái tôn giáo. Tất cả các tôn giáo. Thì đây là những cái cơ hội mà chúng ta có thể đóng góp được một phần nào đó cho người dân Việt Nam của chúng ta, cho một cái môi trường để mà thứ nhất là các con em mình nó hiểu được, thứ hai là thế giới hiểu được cái sự quan trọng của cái môi trường nó như thế nào. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là sức khỏe là vàng. Nếu mà chúng ta không có sức khỏe, người dân không có sức khỏe, cái kinh tế nó đi xuống thì cả một quốc gia nó sẽ sụp đổ. Thì vì vậy cho nên trên cái tấm lòng của Quang Hưng thì Quang Hưng nghĩ rằng là mình không phải là tài giỏi gì, và mình chỉ có được cái tấm lòng và mình góp được cái gì là mình đóng góp thôi, thưa anh. Dạ, thưa quý vị cũng đúng vậy. Tôi gặp anh muốn có cái quỹ để mà hỗ trợ và kiện cho cả các nạn nhân mà ở Formosa, mà nhà máy Formosa làm hại cho đời sống của họ, ngay cho bản thân họ và cho những người mà họ đấu tranh vì quyền lợi cho người dân mà bị bắt bớ. Rồi cũng đấu tranh cho cái công ty Formosa đó phải chịu trách nhiệm cái vấn đề thứ nhất là môi trường, thứ hai là an toàn cho cái người dân, tại vì người dân của mình nhiều khi có cái khả năng hiểu biết lại thấp. Thì giờ là đó là công việc của các anh, đó là sứ mệnh các anh làm như vậy. Thì chị Lê Điệp thì nói tóm gọn cho quý thính giả biết cái chương trình giả tiệc của tổ như thế nào và ở đâu lúc mấy giờ và như thế nào. Dạ, để tiếp lời anh Hưng đó thì là Lê Điệp cũng có cái cơ duyên. Thì lúc cái thời gian mà cái ban tổ chức ở tại Bắc Cali tổ chức thì Lê Điệp không có mặt ở đây, thì Lê Điệp tới trễ. Nhưng mà vì cái thời gian đó Lê Điệp đang làm từ thiện ở Việt Nam, Điệp đi nơi 8 nơi ở Việt Nam và 2 nơi ở Campuchia. Thì khi về đó thì khi chị Cao Ánh Nguyệt giới thiệu Lê Điệp là phải có Lê Điệp tiếp tay, thì Lê Điệp cũng rất là thắc mắc, hoàn toàn chưa biết cái hội JFFV là gì. Thành ra khi một cái buổi họp lần thứ nhì mà ban tổ chức anh Hòa của Hưng có họp thì Lê Điệp đặt rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà những cái câu hỏi đó cũng giống anh Hưng đã nói đã được giải đáp. Tất nhiên là những người trong ban tổ chức này hoàn toàn là thiện nguyện 100%. Bỏ tiền túi để đi làm tất cả những công việc, mua vé máy bay đi đứng. Còn bao nhiêu cái chi phí mà mình gây quỹ được là để vào cái quỹ 100% để dùng cho luật sư và những cái phương tiện để mà trưng cầu những cái nạn nhân. Do đó Điệp mới thấy là đây là một cái sự đóng góp của cộng đồng. Và nguyên cả cái cộng đồng ở tại Bắc Cali mình làm, thành ra là Điệp luôn luôn nào cũng tìm hiểu những cái tổ chức gì trước khi là Điệp tham dự. Nhưng mà chính vì vậy thấy mình thấy cũng đáng để mình giúp. Do đó là Điệp cũng có lời kêu gọi tất cả quý vị nghe được cái chương trình này là mấy anh em chúng tôi đã rất là chọn lọc
khi mà làm cái chương trình này. Mà khi mấy anh em chúng tôi biết được đây là một cái thiện nguyện 100% để giúp cho người dân nghèo, cũng giống như là Điệp đã bỏ hết công sức mình, bỏ tiền túi, bỏ tất cả những cái công lao của mình để đi làm từ thiện ở Việt Nam mấy tháng, và đem những cái duyên mà của quý vị đã tạo giúp cho cái người tị nạn chuyển qua cái người mà Việt Nam đau khổ tại Việt Nam cũng như ở Campuchia. Do đó là trân trọng kính mời quý vị đến tham dự dạ tiệc ca nhạc gây quỹ năm 2019 công lý cho nạn nhân Formosa Justice for Formosa Victim Fundraiser, chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019 lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Dynasty. Chương trình có sự đóng góp của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Quang Quân, Ngọc Long, Quang Khải, chị Thái Hà, Diệu Linh, Ngô Minh Huy, Hoàng Nguyên MC, anh Đỗ Quang Hưng, anh Nam Lộc và Lại Điệp. Và chương trình, quý vị có thể đặt vé tại những nơi Kim Loan Healthcare, Paloma Cà Phê, Phở Phi Long, Xuân Vân Healthcare, giá chỉ có 50 đồng, 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng. Và quý vị có thể không đến tham dự được, quý vị có thể ủng hộ với ban tổ chức bằng cách đóng góp chi phiếu gửi cho JFFV, công lý cho nạn nhân Formosa, xin gửi về PO Box 29534 Austin, Texas 78755, hoặc là email jffvweb@gmail.com, website thì www.jffv.org, Facebook thì facebook.com/jffv. Đó là mong rằng quý vị nghe được cái chương trình này, quý vị sẽ hưởng ứng, và mong rằng quý vị cũng mua mỗi một cái vé $5 được phổ biến mọi nơi. Và quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức, đó là anh Phạm Ngọc Hòa 408-768-0635, anh Trần Hiếu 408-655-5331, anh Nguyễn Trung Cao 510-529-1665, anh Đỗ Quang Hưng 650-823-6645, Vivian Thủy Phan 650-761-2688, chị Thái Hà 707-529-1866. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Ok, câu hỏi chót nữa rồi mình chia tay nha. Dạ, vâng. Ok, bây giờ người dân muốn theo dõi, muốn biết là cái tổ chức này như thế nào thì mình có thể vào đâu để mình biết anh? Dạ, cái website sao? Anh. Dạ, cái website của hội đó là www.jffv.org. Đó là cái website, hoặc là quý vị có thể vô Facebook, là Facebook thì có facebook.com/jffv. Kính thưa quý vị, Quang Hưng cũng xin có một lời kêu gọi là khi mà chúng ta làm sạch môi trường thì thật sự ra chúng ta ở đây đều có thân nhân ở nơi những cái nó bị ảnh hưởng, không phải là người thân ruột thịt của mình nhưng mà cũng là đồng bào của mình, thì cái sự giúp đỡ của quý vị nó rất là quan trọng. Và cái chương trình này, những cái tấm vé số này không phải là chỉ bán tại San Jose thôi thưa quý vị. Nếu quý vị có bạn bè ở các thành phố khác, các tiểu bang khác, quý vị vẫn có thể phụ giúp với ban tổ chức là yes, kêu gọi họ gửi những cái tấm vé đó đi. Cái này nói không phải là khoe khoang, nhưng mà vừa rồi đi Úc cũng mang một số vé, cũng bán được một được một ít vé ở bên Úc, thì nhiều lắm, vài trăm vé. Thì thưa quý vị, chúng ta ở đây là chúng ta không những là chúng ta đóng góp mà chúng ta còn tạo một cái cơ hội để cho mọi người trên thế giới có thể đóng góp với cái ban tổ chức này cũng như là cái hội này, để mà chúng ta nói lên cái tiếng nói của mình. Mong quý vị có thể là hỗ trợ cho ban tổ chức bằng cách là nói tôi có thể tôi bán, quý vị gọi cho bạn bè ở các thành phố, các tiểu bang khác nói mua không, mua vé thì quý vị lấy vé trước và quý vị gửi về sau cho họ, thì đó cũng là một cái sự đóng góp. Ngoài ra thì trong cái chương trình thì Quang Hưng thành thật cầu mong quý vị sẽ đến với chương trình để mà chúng ta mỗi người một bàn tay, mỗi người một cái sự đóng góp, để mà chúng ta có được một cái tiếng nói cho những cái người dân, những cái người nạn nhân của Formosa. Thưa quý vị, Quang Hưng thành kính tri ân quý vị. Lê Điệp muốn bổ sung thêm là Điệp muốn xin kêu gọi tất cả mạnh thường quân, nhất là mạnh thường quân biết được cái chương trình này, xin hãy gọi cho ban tổ chức hoặc là liên lạc trực tiếp với Lê Điệp ở 408-898-7150. Phần 2 lượng vàng là chúng tôi thưởng cho cái phần mà sổ số, và mong rằng quý vị gọi vào sẽ cho thêm những cái phần quà, phần thưởng hoặc là số tịnh tài quý vị đã đóng góp vào cái chương trình này, để chúng tôi hy vọng là raise được 300.000 còn lại. Và nếu mà trường hợp mà không đủ thì ban tổ chức cũng sẽ đi những cái nơi khác để gom cho đủ là 550.000.
Không biết anh Mùi có thể cho phép Hưng để đọc thêm những cái nhà bảo trợ như này không? Thưa quý vị, thì tiện đây thì Quang Hưng cũng xin được phép là trình bày là chúng tôi đã được nhận được cái sự bảo trợ của Fascino, Dr. J Natural, California Waste Solution, tiệm vàng Hưng Phát, tiệm vàng Trần Đắc, tiệm vàng Victory Jewelry, Lee Sandwich, phụ nữ Cali, Việt TV, Dân Sinh Media, Việt Museum, rồi ở đây là Robert Mullen International, Việt Tribune, Kim Loan Healthcare, Vietnet, Thằng Mỏ, Mỏ và Việt Vùng Vịnh, cũng như là Lạc Việt và Quê Hương. Có một số các để hơn còn quán Cây Đa cũng là một trong những bảo trợ, nhà hàng Cây Đa, và có đây là để là Danny Recycling. Rồi ở dưới này Sài là Kitchen. Hội cái này nó hơi nó không khó đọc nữa. Mờ chút. Dạ. Tuy nhiên thì đó là những nhà bảo trợ đã bảo trợ cho cái chương trình này, thưa quý vị, và kính mong quý vị phụ giúp cũng như là tìm đến những cái thương nghiệp này để chúng ta có thể ủng hộ cho các thương nghiệp. Dạ, cảm ơn anh Mùi đã cho. Cảm ơn quý anh chị thì một lần nữa. Thì quý vị thính giả có thể hòa vào cho ban tổ chức, không những là mua vé mà hòa cho ban tổ chức xem thử mình đánh giá cái tổ chức này hay là cái hội đại hòa được như thế nào, thì quý anh chị họ sẽ sẵn sàng giải quyết cho quý vị, sẽ giải đáp cho quý vị một cách chẳng kém, có thể làm tạo niềm tin cho quý vị nhiều hơn. Không nhận là quý vị mua vé không, mà quý vị có thể hỏi, đặt những câu hỏi có phải rằng là công ty này để phục vụ cho cái nạn nhân đó hay không, thưa quý vị. Và đồng thời quý vị có thể tìm hiểu trên cái website hoặc trên Facebook để tìm hiểu thêm tổ chức này, tạo cái niềm tin quý vị. Và khi mà quý vị có niềm tin rồi thì quý vị sẵn sàng ủng hộ mà không phải lo lắng. Một lần nữa cảm ơn anh Hoa, cảm ơn anh Hưng và cảm ơn chị Lệ Điệp đã cho anh em chúng tôi trong cái buổi để mà trò chuyện như thế này để gửi đến đồng bào. Xin cảm ơn anh Mùi và thay mặt cho ban tổ chức, anh Hòa, anh Hưng và Lệ Điệp rất là cảm ơn truyền thống Cali Today đã bảo trợ cho chương trình Nam, và rất mong được gặp quý vị vào ngày 4 tháng 8 này ở tại nhà hàng Dynasty. Trân trọng kính mời và trân trọng kính chào.